Để bảo quản các thiết bị quay phim và chụp ảnh thì anh em thợ ảnh thường có hai cách, đó là sử dụng hộp chống ẩm và sử dụng tủ chống ẩm. Với cách đầu tiên, sử dụng hộp thì có vẻ như là sẽ rẻ hơn, cũng có khả năng hút ẩm khá là tốt. Thế nhưng về lâu dài thì đây không phải là cách tốt nhất. Anh chị hãy sắm ngay cho mình một chiếc tủ chống ẩm đi ạ. Bền đẹp hơn, hút ẩm nhanh hơn và đặc biệt là kiểm soát độ ẩm tốt hơn rất nhiều lần so với sử dụng hộp. Chính vì vậy, video hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một chiếc tủ chống ẩm siêu xịn sò đến từ thương hiệu Kumisai. Đó chính là chiếc Kumisai DHC200. DHC200 có kích thước không quá cồng kềnh nên chúng ta có thể đặt tủ ở nhiều vị trí khác nhau trong phòng mà không sợ chiếm diện tích. Từ các model từ 200 lít trở lên thì Kumisai đã thiết kế thành các khoang riêng biệt. Và với chiếc Kumisai DHC200 này thì cũng được thiết kế với hai tầng là hai khoang khác nhau. Mỗi khoang có kích thước bên trong lòng là 52x50x32cm, có thêm hai khay đựng có thể kéo ra vào, điều chỉnh linh hoạt chiều cao bởi các khay trượt, tạo ra không gian tiện lợi, rộng rãi để người dùng có thể đặt các thiết bị phù hợp. Vì vậy, mỗi khoang mình có thể chứa được khoảng 2 body máy ảnh, một chiếc flycam và các thiết bị linh tinh khác là vừa vặn. Tính ra cả tủ thì sẽ đựng được một lượng đồ kha khá, phù hợp với các studio hoặc cá nhân anh em thợ ảnh nào sở hữu nhiều thiết bị quay phim chụp ảnh nha. Ngoài ra thì nhà sản xuất đã rất tinh tế khi trang bị cho mỗi khay một tấm mút xốp mềm, tạo độ bám và độ êm cho vật được đặt lên. Về công nghệ hút ẩm thì các model tủ chống ẩm nhà Kumisai đều được người dùng đánh giá cao bởi sử dụng IC làm lạnh bán dẫn, vượt trội hơn hẳn các công nghệ cũ, có thể kiểm soát độ ẩm tốt và ổn định trong thời gian dài. Đây chính là lý do quan trọng nhất mà nhiều anh em thợ ảnh lựa chọn tủ chống ẩm hiện đại thay vì dùng hộp chống ẩm giá rẻ. Đặc biệt, mỗi tầng sẽ hoạt động với một bộ hút ẩm riêng, tương ứng với một bảng điều khiển riêng. Mang đến ưu điểm là người dùng hoàn toàn có thể cài đặt độ ẩm cho hai tầng khác nhau để bảo quản các loại đồ vật với mức độ ẩm tương ứng. Ví dụ như tầng trên anh chị có thể bảo quản máy ảnh với mức độ ẩm là 45%, còn ở tầng dưới thì đặt các cuộn phim để bảo quản ở mức 50-60%. Hơn nữa, khi mở cửa tủ để lấy đồ ở tầng này thì cũng không sợ ảnh hưởng đến độ ẩm của tầng còn lại. Do vậy mà mức độ ẩm trong các khoang luôn được duy trì một cách an toàn. Về vấn đề tiêu thụ điện năng, mặc dù phải cắm điện 24/24, nhưng mức tiêu tốn của tủ rất nhỏ vì tủ hoạt động với công suất là 16W. Tính ra tiền điện mỗi tháng để chạy tủ cũng không đáng là bao so với hiệu quả bảo quản những thiết bị giá trị của nó. Ngoài ra, các chi tiết khác của tủ cũng được sản xuất một cách tỉ mỉ, đảm bảo chất lượng tốt nhất tới tay người dùng. Cách sử dụng cũng hết sức đơn giản. Mình đặt đồ vật cần bảo quản vào bên trong tủ, cài mức độ ẩm bằng cách bấm phím S 2 lần, dùng phím tăng giảm để chọn mức độ ẩm mong muốn, bấm lại phím S một lần nữa là xong, tủ sẽ dần đưa độ ẩm về mức chúng ta đã cài đặt và duy trì nó ổn định trong thời gian dài. Như vậy thì em vừa giới thiệu xong cho anh chị chiếc tủ chống ẩm Kumisai DHC200 và hy vọng rằng anh chị đã có thêm một lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình nha. Ngoài ra thì Kumisai hiện đang có rất nhiều model tủ chống ẩm với các kích thước khác nhau, anh chị có thể tham khảo thêm tại website yenphat.vn. Và sản phẩm này thì hiện đang được bảo hành 12 tháng, anh chị muốn mua hàng có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hoặc để lại thông tin liên hệ bên dưới sẽ có nhân viên hỗ trợ trực tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!